Chờ mình lỡ tắt. Thì bây giờ mình sẽ mở cái này ra. Không biết mở bằng cái gì đây. Ôi. Ôi ôi. Ây da. Rồi ok, ra nè. Khó mở gì. Mình sẽ để cái miếng này để sống ảo các thứ. Đây. Đây là photobook siêu dày của chúng ta coi nè. Siêu dày luôn á. Chúng ta tập trung xem nha. Không được nói gì hết. Giống như chúng ta coi thì mình sẽ nói về cái mình bây giờ mình đã nhớ được cái hạn chế gấp 2 tháng một lần là cọc 300 ngàn trước, sau đó là 390, rồi sau đó nữa là tháng thứ hai tháng cuối á là trả 389 ngàn xong nhận hàng. Ủa nó dính quá trời luôn nè. Wow. Trời, cái gì? Thật sự nó rất là dày luôn. À hôm bữa mình có giật được slot một cái triển lãm vì sinh nhật của Jimin, nhưng mà tất cả master, tất cả cuốn photobook của từng thành viên á đều có trong đó. Thì trời ơi, thực sự cầm cái đó, những cái cuốn mà photobook của master chụp, trời ơi mình đau vai luôn. Siêu xinh, đẹp lắm. Có cái này nữa, có cái này nữa, nhưng mà mình không có cuốn này nè, mình không có xem tại vì mình biết là mình sắp photobook của mình sắp về rồi, là cái này nè, sắp về rồi. Nên là xem trước thì còn gì hay nữa. Đó. Hồ Chí Minh. Tiếng xe đó.
Wow. Cái này là những cái gì đó. Nhiều bà bả ghim cái chữ lắm nè. Mình thấy ok mẹ, xong rồi. Đây photobook. Và một cái này gọi là cái gì là mình quên mất rồi. Đó. Và cái này, cái good của thành viên. Trời trời thương ghê, lúc quay photobook á thì có nắng mà bây giờ hết quay rồi không có nắng. Và bảy tấm postcard, cái này gọi là postcard. Đó, xong rồi. Ở cái đĩa để trên đây đi. Rồi. Bye bye các bạn.